Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và vâng, ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3, 2018. Game Free Fire chính thức ra mắt khẩu súng K98K. Và hôm nay thì mình sẽ dùng khẩu súng này để lấy top 1. Và anh em hãy cùng xem nhé. Có lẽ là mình sẽ lên cái kho quân sự chỗ này anh em ạ. Giờ này chắc là chẳng còn gì nữa đâu. Nhưng mà chắc là xem xuống vơ vét được cái gì thì mình vơ vét luôn. Và mình xin nói tổng quan về một chút về khẩu súng K98K này. Trong game Free Fire thì khẩu súng K98K sẽ được trang bị sẵn ống ngắm 8X. Và súng K98K chỉ lắp được thêm nòng súng thôi anh em ạ. Còn tất cả những phụ kiện khác như kiểu là tay súng này, băng đạn thì sẽ không lắp được nha anh em. À đúng rồi, chỗ này bữa nay có cả đường đi xuống này. Dạo trước này chúng ta toàn phải nhảy xuống thôi, mất tầm khoảng mấy chục máu ấy. Bây giờ có cái đường đi xuống cũng tiện. Rồi xong. Cái chỗ kho quân sự này thì chắc là mấy bọn nhảy đầu trận nó lút hết rồi. Bây giờ mình đến thì chẳng còn cái gì nữa anh em ạ. Và khẩu súng K98K là một dòng súng bắn tỉa. Vì thế nên là anh em sẽ phải kiếm một cái chỗ địa điểm nào đó thật đẹp và can headshot thôi. Kia rồi, phía trước chúng ta có một cái hòm thính. Và mình sẽ xuống cái gốc cây dưới kia để canh. Thanh niên nào mà đến nhặt thính là xác định vỡ mồm luôn với mình. Đây rồi, hay quá. Có vẻ như là hòm thính này mới rơi anh em ạ và chưa có ai đến nhặt đấy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ qua cái gốc cây chỗ này để đảm bảo an toàn hơn. Cái gốc cây kia thì có vẻ hơi bị lộ liễu. Rồi, bây giờ tao đứng ở chỗ này, thằng nào đến thì thôi rồi. Thôi rồi. À đủ, chỗ kia có con xe hư. À có người anh em ạ, có một thằng ở trên đấy. À, và nó đang chạy xuống cái hướng chỗ hòm thính anh em ơi. Tôi nghĩ là nó sẽ đi xuống lượm thính. Rồi ok, xuống lượm đi em. Lượm thính đi em. Ok, thanh niên này đang ngồi xuống. Cắn sọ. Cắn sọ nào. Vỡ mồm. Ok, xong luôn thanh niên đầu tiên vì tội ham thính. Anh ấy đã bỏ mạng một cách rất là cục xúc. Cái xe hư vẫn còn, nhưng không còn một thanh niên nào ở chỗ đấy cả. Lại có một hòm thính mới rơi chỗ kia anh em ơi. Tôi sẽ qua cái chỗ này tôi canh luôn. Chủ yếu là mấy hòm thính mới rơi ấy thì mới có nhiều thanh niên đến nhặt. Còn mấy cái hòm thính cũ thì rất ít thanh niên đến thôi, hầu như là không có nữa anh em ạ. Kia cái hòm thính mới kia. Tôi ra tôi canh thôi. Ui, cái gì vậy vùng đen gờ. Trời ơi, mình vừa mới chạy ra cái vùng đen gờ nó xuất hiện. Thôi, lại phải chạy vào chỗ này anh em ơi. Chạy thôi. Khổ thế chứ lại. Vừa mới ra phát, chỗ này không có nhà, không có cái gì để núp cả. Nên là tôi sẽ phải chạy tránh xa cái vùng đen gờ. Rồi, lên chỗ này thì an toàn rồi. Bom làm sao mà rơi được vào người nữa. Gì đây. Túi cứu thương à. Ok, càng nhiều càng tốt. Và bây giờ thì tôi sẽ đến cái chỗ hòm thính kia, hốt xác cái thằng vừa chết ở chỗ đấy lúc nãy. Hê hê hê. Ngon quá chứ lại. Xem là nó có những cái gì nào. Ồ,
Ok, túi cứu thương. Tuyệt vời, càng nhiều càng tốt. À đúng rồi, hình như có cái giáp ba. Ok. Đấy, anh em thấy không? Khi chúng ta bắn vào đầu đối thủ ấy, thì cái mũ của đối thủ sẽ về không luôn. Nên là nhiều anh em lại kêu mình là tại sao anh ngu thế, anh không lượm cái mũ có lever cao hơn. Thật ra là không phải đâu. Mỗi khi chúng ta bắn headshot vào một thanh niên ấy, thì cái mũ nó sẽ nát tươm luôn và không còn giá trị sử dụng nữa. Vì thế nên là anh em hãy bỏ qua luôn cái mũ, đỡ mất công. Rồi đấy, bây giờ còn 6 thằng nữa. Và tôi sẽ phải cố gắng chơi hát, cố gắng hết sức để kiếm lấy cái top 1. Cơ bản là vừa mới đi về nhà xong là tranh thủ làm clip luôn cho anh em. Nên là chưa có cái chuẩn bị gì. Lần đầu tiên tôi bắn khẩu súng K98 luôn ấy. Thật kia, có người. Quá bình thường. Rồi xong, headshot luôn, hay quá. Và theo mình đánh giá thì khẩu súng K98 khá là giống với khẩu súng AVKM anh em ạ. Về cái ống ngắm ấy là đều là ống ngắm 8X này. Và phụ kiện đi kèm thì sẽ là nòng súng. Nhưng ở AVKM chúng ta sẽ có thêm phụ kiện đi kèm nữa là băng đạn. Rồi xong, 5 thằng nữa thôi. Chỉ 5 thằng nữa thôi là tôi lại giành top 1 nữa rồi. Đấy, anh em chuẩn bị ăn mừng nhá. Mặc dù là khẩu súng K98 ấy thì khá là giống với AVKM, nhưng sát thương của K98K sẽ yếu hơn AVKM. Mình nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm khoảng là nó chỉ bằng cái sát thương ấy, chỉ bằng 1/2 đến 1/3 của súng AVKM thôi. Nên là có điều kiện anh em vẫn nên sử dụng khẩu súng AVKM nhá. Rõ ràng là một khẩu súng là chúng ta có thể lượm được ở bất kỳ đâu. Còn một khẩu súng thì chỉ có ở trong ống thính. Tất nhiên là hai súng khác nhau, hai môi trường khác nhau thì sẽ có những sự khác biệt riêng. Vì thế nên là anh em cũng không cần phải so sánh. Rồi, 4 thằng. Ok. 4 thằng nữa thôi là tôi lại giành được top 1 rồi. Rồi, hay lắm. Tôi sẽ chạy vào cái nhà kho nhỏ nhỏ chỗ này. Ok. Chờ bo anh em ạ. Rồi, 3 thằng kia, chúng mày tự giết nhau đi. Trời ơi, phải nói là quả bo quá đẹp luôn. Vừa sát ngay chỗ mình luôn, tuyệt vời rồi. Với 18 túi cứu thương thì mình có thể chơi bất cứ chiến thuật nào mình tùy thích. Có thể là ngồi trong bo giết máu chẳng hạn, cũng khá là hay. Rồi, 3 thằng chúng mày đâu? Tại sao lại không bắn nhau đi? Toàn các anh hùng núp thôi. Kia rồi, mình thấy một thằng. Vào đây bạn ơi, vào đây. Không vào đây à? Uầy, bạn ấy sao lại chạy lung tung thế anh em nhỉ? Uầy, bạn chạy đi đâu vậy? Gì vậy bạn ơi? Hey, mình ở đây. Hey, mình ở đây cơ mà, trên nhà không có đâu. Mình ở đây bạn ơi, hey. Trời ơi, đang định xoay súng thì nó lại đắp bom. Không kịp, căn đầu anh em ạ. Hey bạn ơi, mình ở đây. Rồi, hay quá. Chỗ này thì không ai nhìn thấy được rồi. He he he, bắn nhau đi các bạn ơi, bắn nhau đi. Và tôi sẽ phải vào thôi anh em ạ. Úi dậy. Đúng rồi, vào ngay cái chỗ này luôn anh em ơi. Tôi nhiều túi cứu thương mà, thoải mái đi. Rồi, he he he, chỗ này phải nói gọi là núp tuyệt vời luôn. Rồi xong, còn một thằng nữa thôi là tôi được top 1 rồi. Ok, ra ngoài trước. Không tí bò nó thu lại không kịp chạy. Đâu rồi, mày đâu? Mày ở chỗ nào em ơi? Ê hế, tao thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi, mày chết với tao. Cắn sọ, úi giời, bắn hụt rồi. Cắn sọ, úi giời, thằng này kiểu nó đang lắc đầu không căn được sọ anh em ạ. Bạn ơi, hey, mình ở đây.
Xong ok, nhân giống luôn anh em ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy video của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Tạm biệt mọi người. Bye bye.